Nhà tâm lý học trong 20 năm tới, 9x trở về sau sẽ là thế hệ thảm nhất, đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao. Trong xã hội hiện đại, thế hệ những năm sau 90 và sau 2000 đã trở thành lực lượng chính của xã hội. Những người sinh ra ở các thời đại khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau của từng thời đại, xã hội đang phát triển và tiến bộ, con người cũng sẽ không ngừng thích nghi và nâng cấp bản thân. Trong vài năm qua, thế hệ sau những năm 90 là thế hệ gây tranh cãi nhiều nhất và được thảo luận nhiều nhất. Theo cơ cấu tâm sinh lý, thế hệ sinh ra từ những năm 1990 này đã ngoài 30, họ là thế hệ lớn lên trong giai đoạn đất nước có nhiều phát triển vượt bậc, đồng thời cũng là những thanh niên thời đại mới và là những con ngựa ô lao động bền bỉ. Tuy nhiên, trong 20 năm tới, thế hệ sau năm 90 sẽ là thế hệ thảm nhất, mời bạn đọc tiếp sẽ hiểu ngay. 1. Thế hệ sau những năm 90 là thế hệ thảm nhất trong 20 năm tới. Một số chuyên gia đã nghiên cứu rằng trong xã hội tương lai, thế hệ sau những năm 90 sẽ là thế hệ thảm nhất Xét về tình hình hiện nay, những người trẻ sinh năm 90 đang trải qua giai đoạn khó khăn và thử thách nhất trong cuộc đời. Họ không chỉ phải đối mặt với áp lực công việc nặng nề mà còn phải dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Trước kia, mọi người đều cho rằng những người trẻ sinh sau năm 1990 là thế hệ sung sướng nhất vì đã được sinh ra và lớn lên trong giai đoạn hoàng kim của thế giới. So với hai thế hệ trước, có thể nói cuộc sống của họ sung túc hơn rất nhiều. Những người đi trước đã bỏ công sức tạo ra một môi trường sống ổn định và hài hòa cho những người trẻ sinh ra trong thập niên 90, đồng thời cũng tạo ra nhiều của cải vật chất cho họ, nhờ đó mà thế hệ sau năm 90 sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân, phát triển tốt hơn. Nhưng theo tình hình hiện tại thì dường như không phải như vậy, 3 năm qua nước ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn trong công việc cũng như cuộc sống. Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, vấn đề việc làm đã đặc biệt nổi cộm, nhiều công ty đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các công ty vừa và nhỏ thậm chí còn bị phá sản. Vì vậy, những người trẻ tuổi làm việc văn phòng cũng phải chịu áp lực không kém. Hai, một số áp lực mà những người sinh sau thập niên 90 phải đối mặt. Đối với những bạn trẻ mới ra trường, tìm được một công việc lý tưởng là một việc vô cùng khó. Nhiều bạn chọn con đường học tiếp nhưng cũng không tránh được những khó khăn khác. Ví dụ, nhiều kỳ thi tuyển sinh, nhập học đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà hoãn lại hoặc được tổ chức trực tuyến. Mặc dù kỳ thi trực tuyến rất tiện lợi, nhưng khảo sát cho thấy hình thức thi này nhìn chung hại nhiều hơn lợi. Nó dễ ảnh hưởng đến sự phát huy năng lực của các thí sinh. Ngoài ra, thế hệ sau những năm 90 không chỉ phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau trong công việc như cắt giảm lương, sa thải, vi vi, họ còn phải chịu áp lực từ lãnh đạo, vua tại nơi làm việc, vi vi. Tất cả đều là những khó khăn mà thế hệ sau năm 90 đang phải trải qua trong xã hội ngày nay. Dù áp lực công việc dày đặc khiến những người trẻ sinh sau năm 90 thở không ra hơi, nhưng họ cũng không nên viện cớ đó để bỏ cuộc, bởi ngoài cách kiên trì đi tiếp ra thì không còn cách nào khác. Một số người tin rằng khi trình độ học vấn cao thì con đường sự nghiệp cũng sẽ rộng mở, nhưng quan điểm này đã lạc hậu rồi. Nó có thể khả thi vào 10 năm trước, nhưng trong xã hội hiện tại, rất khó để có được một công việc lý tưởng nếu chỉ dựa vào trình độ học vấn điều này chủ yếu là do hầu như hiện nay ai cũng có trình độ học vấn cao trong tình hình sinh viên đại học và nghiên cứu sinh ở khắp mọi nơi một bằng cấp học thuật đẹp đã không còn quá quý hiếm để có thể hấp dẫn các nhà tuyển dụng thay vào đó các công ty sẽ ưu tiên kinh nghiệm làm việc hơn ngoài việc tìm kiếm một công việc hay tiếp tục học tập thì một số người còn một con đường mạo hiểm hơn đó là khởi nghiệp khởi nghiệp thậm chí còn là một con đường rủi ro còn hơn là đi làm công ăn lương đương nhiên nó cũng sẽ tồn tại nhiều khó khăn riêng vì vậy, những người trẻ tuổi sinh sau năm 90 đều đang phải đối mặt với đủ loại áp lực kinh tế. Thậm chí nhiều người trong số họ còn gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề sinh hoạt của bản thân. Nguyên nhân là do giá nhà đất hiện nay ngày càng cao, phí sinh hoạt cũng không hề rẻ, để những người trẻ tuổi có thể mua và sở hữu một ngôi nhà là rất khó. Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ thì họ hầu như là không thể mua được một ngôi nhà bằng chính nỗ lực của mình. Ngoài ra, những người sinh năm 90 hiện tại đã bước vào tuổi ngày 30, nhiều người trong số họ đã lập gia đình riêng, nhưng cũng có một số người khác do áp lực nặng nề không giải quyết được nên không đủ dũng khí để bắt đầu một gia đình của riêng họ. Họ cho rằng mình chưa đủ khả năng tạo điều kiện sống tốt cho người thân thì không nên lập gia đình, đây không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với người khác. Nhìn chung, có rất nhiều vấn đề mà những người trẻ sinh sau năm 1990 phải đối mặt nhưng điều tích cực là chúng ta có thể thấy rằng các bạn trẻ ngày nay cũng đã rất nỗ lực phấn đấu hết mình trong lĩnh vực của mình song song với việc truy cầu sự nghiệp thì họ còn đề cao ý nghĩa sống của bản thân